có cái khăn y chang vậy luôn, tới khúc này luôn là rồi. À, hồi nãy mình gấp, đầu tiên là mình gấp hết 4, hồi nãy mình gấp hết 2, giờ gấp từng cái một lên thôi. Gấp lên 1cm chừa lại. À, chừa lại 1cm, tiếp tục chừa lại 1cm, hồi nãy là 2 nha, hồi nãy là chừa 2, bây giờ chừa 1 thôi. Tiếp tục, chừa 1 thôi. Tiếp tục, chừa 1 thôi. Rồi, lúc này là bạn có cái khăn hình như thế này. Rồi, tương tự, bạn cũng lật qua luôn. Cũng 1/3 các bạn xếp vô y chang vậy. Rồi, 1/3 các bạn xếp vô y chang vậy. Rồi, lúc này bạn sẽ dựng cái khăn đứng lên như thế này thì bạn có kiểu vương miện. Bỏ chén luôn ha. Rồi, bạn có kiểu vương miện gần giống chưa? Dễ không? Dễ ha. Rồi, xếp đi.